Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, Bộ Tài chính mới đây đã chuyển hồ sơ dự thảo luật sửa đổi 6 luật thuế để Bộ Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Quốc hội vào năm 2018. Trong đó, thì Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân với hai kịch bản tính thuế đối với thuế thu nhập từ tiền lương và tiền công. Theo đó, thì ở cả hai phương án, số bậc tính thuế sẽ đều giảm từ 7 bậc hiện hành xuống còn 5 bậc. Tuy nhiên, bậc tính thuế và mức chịu thuế lại khác nhau. Vậy đề xuất này đã thực sự hợp lý hay chưa? Người lao động cũng như giới chuyên môn nhìn nhận như thế nào về đề xuất này? Thì mời quý vị cùng đến với chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Đề xuất tính thuế thu nhập cá nhân mới đã thực sự hợp lý hay chưa? Và trước hết thì mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp ngay sau đây. Trong phương án đưa ra hồi tháng 8 năm 2017, Bộ Tài chính muốn giảm số bậc thuế chỉ còn 5 bậc, đồng thời quy định khoảng cách rộng ở các bậc thấp. Ngoài ra, sẽ điều chỉnh thu nhập tính thuế ở từng bậc theo số chẵn. Theo tính toán của Tổng cục Thuế, với phương án dự thảo luật này, nếu tính tác động trên số thu của năm 2015, thì tổng thu ngân sách giảm khoảng 3.100 tỷ đồng. Nếu tính thêm các yếu tố về tăng trưởng kinh tế, thì dự tính số thu đến năm 2020 sẽ giảm khoảng 5.968 tỷ đồng. Chính vì thế, trong nội dung nằm trong dự án luật sửa đổi 6 luật về thuế, Bộ Tài chính đưa ra trước khi báo cáo Thủ tướng trình Quốc hội năm 2018, Bộ Tài chính đã đưa ra hai đề xuất thay đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương và tiền công trong dự thảo luật sửa đổi. Theo đó, với cả hai phương án, số bậc tính thuế sẽ đều giảm từ 7 bậc hiện hành xuống 5 bậc. Tuy nhiên, bậc tính thuế và mức chịu thuế lại khác nhau. Với phương án 1, cá nhân có thu nhập chịu thuế từ 10 triệu đồng trở xuống sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân 5%, gồm bậc 1 và bậc 2 hiện hành. Theo tính toán của Bộ Tài chính, với phương án này, những người có thu nhập tính thuế dưới 5 triệu sẽ giữ nguyên mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp, trong khi người có thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng sẽ được giảm thuế thu nhập cá nhân. Theo Bộ Tài chính, với phương án này, số thu ngân sách sẽ giảm khoảng 1.300 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa biểu thuế theo phương án này sẽ có lợi cho người giàu, còn cá nhân người có thu nhập thấp lại không có lợi. Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất phương án 2. Theo đó, bậc 1 thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng và bậc 2 5 đến 10 triệu đồng, mức thuế sẽ giữ nguyên hiện hành 5% và 10%. Bậc 3 từ 10 đến 40 triệu đồng, áp thuế 20%. Bậc 4 từ 40 đến 80 triệu đồng, áp thuế 30%. Và bậc 5 trên 80 triệu đồng, áp mức thuế 35%. Với phương án này, theo Bộ Tài chính, cá nhân có thu nhập từ bậc 3 trở lên sẽ tăng thuế so với hiện tại, nhưng mức tăng thêm so với thu nhập của người có thu nhập cao không lớn. Như vậy, tổng số thu ngân sách ước tăng khoảng 500 tỷ đồng. Thì cái phương án 1 chúng ta thấy rằng là nó giảm đi rất nhiều. Cái mức mà từ 5 vượt khỏi cái mức 9 triệu mà từ cái mức từ bắt đầu khỏi 9 triệu cho đến cái mức 10 triệu, tức là có thu nhập khoảng 19 triệu đấy. Thì lúc đó chúng ta đánh thuế nó thấp 5% thôi. Các cái mức mà từ cái mức từ 10 đến 20, 30 nó cũng thấp. Tức là cái mức thu nhập của những cái người mà thu nhập trung bình cao ấy, là sẽ được giảm đi. Và theo cái mức này ấy, thì chúng tôi tính toán là nhà nước sẽ phải chịu thua thiệt một chút theo cái phương án 1, khoảng độ mất 1.300 tỷ một năm. Nhưng mà như vậy chúng tôi cũng nói rằng là theo cái phương án này ấy, thì rất là tốt. Tức là những cái người có thu nhập trung bình và trung bình cao của xã hội sẽ có cái khả năng để mà nâng cao cái mức sống của mình. Từ các tính toán trên, Bộ Tài chính ưu tiên chọn phương án 2, tăng thu cho ngân sách và đã trình sửa đổi dự luật để Bộ Tư pháp thẩm định theo hướng này. Theo số liệu của cơ quan chức năng, thuế thu nhập cá nhân nộp về ngân sách hiện đã vượt số thu từ dầu thô và liên tục tăng mạnh trong các năm qua. Năm 2014, ngân sách thu hơn 47.000 tỷ đồng từ sắc thuế này. Đến năm 2016 đã tăng lên 64.000 tỷ đồng và theo dự toán năm 2017 có thể vượt 80.000 tỷ đồng. Như vậy, nguồn thu từ ngân sách qua thuế thu nhập cá nhân có xu hướng ngày càng tăng. Vâng, thưa quý vị, trong một cuộc khảo sát gần đây thì cho thấy có đến 80% người ủng hộ phương án 1 hoặc là giữ nguyên phương án cũ và chỉ có khoảng hơn 12% ủng hộ đề xuất tăng thuế. Vậy người lao động nghĩ sao về đề xuất này của Bộ Tài chính thì mời quý vị cùng đến với những ghi nhận tiếp theo của phóng viên VITV. Với mức thu nhập trung bình khá, chị Thảo nhẩm tính nếu theo đề xuất tăng thuế thu nhập cá nhân mới của Bộ Tài chính thì mức thuế chị phải đóng hàng tháng sẽ tăng thêm từ 100 đến 200 nghìn đồng. Tôi thì tôi thấy đó là một cái khoản thu tôi thấy là cũng không phải là lớn mà cũng không phải là nhỏ. Thế nhưng là có thể là vào một cái khoản như là tiền điện thoại một tháng.
Chị Thảo cũng kỳ vọng nếu tăng thuế thu nhập cá nhân thì các dịch vụ công cũng có những bước cải thiện tương ứng để đảm bảo cuộc sống của người dân. Đây cũng là ý kiến của đông đảo người dân khi được hỏi. Nếu mà tăng thuế thì mình phải tương ứng với tăng lương và tương ứng với sức lao động của mình bỏ ra. Lương tăng này hay là chất lượng về cuộc sống cũng phải tăng, chất lượng về cái cơ sở hạ tầng khác cũng phải tăng theo. Một điểm khác khiến người lao động quan tâm là mức giảm trừ vẫn được Bộ Tài chính giữ nguyên sau 5 năm kể từ khi có sự điều chỉnh, 9 triệu đồng cho người nộp thuế và 3,6 triệu đồng cho một người phụ thuộc. Mức giảm trừ trên được tính toán dựa vào các chỉ số giá và thu nhập bình quân từ những năm 2011-2012. Qua 5 năm, chỉ số lạm phát cũng đã tăng đều qua các năm, tốc độ trượt giá của đồng tiền cũng đã từ mức là 1-3%. Trong khi thì mục đích của giảm trừ gia cảnh là giảm bớt gánh nặng sinh hoạt và chi phí cho người nộp thuế để họ yên tâm sản xuất, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Tôi cho rằng là ngoài cái việc mà điều chỉnh các cái bậc thuế, số lượng bậc thuế thì chúng tôi cho rằng là cơ quan thuế cần phải điều chỉnh cả các cái mức giảm trừ gia cảnh. Bởi vì các cái mức 9 triệu cho người nộp thuế và 3,6 triệu cho người phụ thuộc nó đã tồn tại rất là lâu, trong vòng 3-4 năm nay rồi. Trong khi đó thì nền kinh tế thì liên tục phát triển và tăng trưởng. Đúng không ạ? Cái đời sống của người dân có thể được cải thiện. Thế tuy nhiên, cái mức mà giảm trừ gia cảnh này nó đã không được thay đổi trong vòng nhiều năm nay. Và do đó thì ngoài việc mà điều chỉnh giảm số bậc thuế thì cần điều chỉnh thêm cả các mức giảm trừ gia cảnh để nó phù hợp hơn với cái tình hình thực tế như hiện nay. Vấn đề thứ hai trong thuế thu nhập cá nhân là chúng ta phải tính chiết trừ gia cảnh. Đúng không? Chiết trừ gia cảnh mà chúng ta thấy là cách đây bao nhiêu năm vẫn là 3 triệu 6 một người. Mà đến nay kinh tế xã hội phát triển, nhu cầu rất lớn thì vẫn trừ cái mức đó thì rất là thiệt thòi, có nghĩa là đời sống không lên. Thế không phải đời sống không lên, đời sống lên rất là rõ. Chúng ta thấy tại sao cái thuế thu nhập cá nhân của chúng ta diễn biến từ năm 2014 đến năm 2017 là tăng lên. Theo tôi biết được là 2014 chúng ta thu vào khoảng 47.000 tỷ thuế thu nhập cá nhân, 2016 chúng ta thu nhập vào khoảng 60.000 tỷ đồng, và theo cái dự kiến 2017 là chúng ta thu thuế thu nhập cá nhân chúng ta thu vào khoảng 80.000 tỷ đồng. Như vậy điều đó biểu hiện cái mức sống của chúng ta đang lên. Mà khi mức sống đang lên thì cái mức khởi điểm tính thuế của chúng ta cũng không nên là ở mức thấp quá. Và đồng thời là cái chiết trừ gia cảnh cũng không nên ở mức thấp quá. Theo tính toán của các chuyên gia, dựa trên chỉ số lạm phát, nếu lấy mức giảm trừ năm 2013 làm chuẩn, với điều kiện hiện tại của thị trường, thì năm 2017, mức giảm trừ gia cảnh nếu ít nhất là 10,68 triệu đồng một tháng cho người nộp thuế và 4,27 triệu đồng một tháng cho một người phụ thuộc mới thực sự đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong bối cảnh hiện nay. Hiện nay thì đề xuất này của Bộ Tài chính đã thu hút được sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến cho rằng nên chia bao nhiêu bậc, khoảng cách mỗi bậc là bao nhiêu, thuế suất mỗi bậc như thế nào. Và sau đây là những tìm hiểu của phóng viên VITV cho thấy ngay cả các chuyên gia cũng đưa ra nhiều phương án khác nhau. Nhưng hầu hết các chuyên gia thì đều cho rằng không nên tăng mức thuế thu nhập cá nhân so với hiện hành. Hiện biểu thuế suất bậc cao của Việt Nam hiện là 35%, cao nhất khu vực Đông Nam Á. Nhiều ý kiến cho rằng để tạo sự công bằng, mức điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân cần tỷ lệ thuận với mức thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái mức mà ví dụ 10 triệu thì chúng ta đừng đánh, dưới 10 triệu thì chưa nên đánh chẳng hạn. Bởi vì thực ra cái thu nhập đấy không phải là cái thu nhập gì ghê gớm trong xã hội. Thế nhưng mà ví dụ từ mức khoảng độ cao hơn một cái mức nhất định đến một cái mức ví dụ là 50 triệu, 80 triệu một tháng chẳng hạn. Thì đánh một cái mức là bằng nhau, ví dụ thế là 10%. Còn trên nữa thì nó đánh ví dụ 20%, rất cao, từ cao đến rất cao chẳng hạn. Tôi nói đây là một cái ví dụ thôi. Thì như vậy thì nó sẽ hội tụ vào cái thế thu nhập của doanh nghiệp ở bên này. Thì để cho cái người mà có thể những cá nhân mà họ thu nhập cao, họ cũng giống như một cái doanh nghiệp thì cũng có thể là một cái cách là, đó là một cái cách tham khảo như vậy. Quan trọng là trước đây cái thuế như vậy đã quá cao rồi thì hiện nay cần phải xem xét để nó giảm tương ứng. Chẳng hạn như trước đây thuế thu nhập doanh nghiệp đã từng có những mức mà 50% trên 50%, hiện nay chúng ta giảm xuống còn 18-20% thì không có lý do gì mà thuế thu nhập cá nhân lại để cái thuế suất vẫn 30-35%. Tôi cho rằng là cần phải giảm xuống cái mức ít hơn. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng nếu giảm số bậc tính thuế từ 7 bậc hiện hành xuống còn 5 bậc thì cần phải đảm bảo sự cân bằng giữa khoảng cách của các bậc. Quan điểm cá nhân tôi có thể vẫn giữ 7 bậc, và cùng lắm là 6 bậc. Nhưng cách chia hai vấn đề, thứ nhất là cái mức khởi điểm chịu là bao nhiêu. Hiện hành chúng ta mức khởi điểm chịu là 10 triệu. Mà trong thực tế hai phương án, một phương án một là phương án 10 triệu, phương án hai là 5 triệu. Chúng ta thấy là đời sống xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu càng đòi càng cao. Mà bây giờ cái mức khởi điểm lại thấp hơn thì như vậy là anh hạn chế cái tiêu dùng của người ta.
Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, cũng cho rằng cần đảm bảo mức thu hợp lý đối với những người có thu nhập cao trong xã hội, bởi nếu thu quá cao sẽ gây ra hiện tượng chảy máu chất xám cũng như không thu hút được nhân tài cho đất nước. Với cái biểu thuế hiện nay thì cái thuế tương đối là thấp, tôi nghĩ là thu nhập tương đối là thấp thì chúng ta đã đánh thuế tương đối là cao rồi. Mà như vậy sẽ có hiện tượng là bây giờ di chuyển sang ASEAN thôi, chưa nói đến di chuyển đến nước lớn hơn nữa. Nó rất là dễ. Thì như vậy sẽ có khuynh hướng người ta sẽ có khi người ta thuê người nước ngoài nhiều hơn để và người Việt Nam mình, chính những người Việt Nam mình là, mà ở đây là những người thu nhập có tương đối là cao, tức là những người có chất xám tương đối là tốt, kỹ năng tốt thì khi lại không được ưu tiên bằng trong cái thị trường cạnh tranh ngay trên thị trường lao động của mình. Và ngược lại thì họ có khuynh hướng họ sẽ di chuyển đến nước ngoài. Thì hiện hành là chúng ta là trên 70 triệu là 30%. Nhưng mà cái bậc mới của hai cái phương án này là trên 80 triệu là 35%. Có nghĩa là cái mức thuế chịu cao hơn cái hiện hành đang cũ. Thế thì một câu hỏi đặt ra thì đối với những người có tài năng thực sự, thu nhập chính đáng bằng cái tài năng của họ, bằng những nguồn thu nhập cao, thì cũng chia sẻ với xã hội nhưng có mức độ. Mà chia sẻ quá cao thì sẽ làm thui chột những tài năng đó, không khuyến khích được. Không chỉ tăng thu, các chuyên gia cho rằng cần tính đến các phương án thu đúng, thu đủ, chống thất thu, minh bạch trong chính sách thuế nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của người nộp thuế. Cái nhóm người hiện nay, cái nhóm người mà nộp thuế cao ấy thì họ lại đóng góp đại bộ phận cái tiền thuế trong ngân sách nhà nước. Và vì vậy trong lúc là tất cả thuế thu nhập doanh nghiệp thì đều giảm xuống cả, mà chúng ta lại tăng cái bộ phận thuế của bộ phận người đấy lên thì dẫn đến là người ta cảm giác là sẽ không được công bằng. Và nếu như cái mức thuế vừa phải thì tính tuân thủ pháp luật, tính tự giác sẽ tốt hơn. Theo các chuyên gia, phải công bằng khi xác định các khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế, miễn thuế một cách rõ ràng, minh bạch. Phương án nộp thuế thu nhập cá nhân thời gian tới phải hướng dẫn thật cụ thể cách xác định để người nộp thuế, cơ quan thuế cùng hiểu thống nhất khoản nào chịu thuế, không chịu thuế. Bên cạnh đó nên đơn giản bậc thuế, giảm mức thu về mức hợp lý thì người dân sẽ sẵn sàng tham gia đóng thuế. Chúng ta phải không nên tính bằng số tuyệt đối. Ví dụ như là từ mức là 10 triệu hoặc 5 triệu, hay là ví dụ như chiết trừ gia cảnh là 3,6 triệu. Cách tính đó chúng ta sẽ chạy theo cái thời gian, có nghĩa là tình hình biến động, lạm phát, giá cả, thì chắc chắn là cái điều kiện nó sẽ khác. Cho nên phải chăng chúng ta nên tính tỷ lệ phần trăm trên tiền công và tiền lương? Thì cái đấy, cái luật cũng như nó mới có sức sống lâu dài. Có nghĩa là khi lạm phát tăng lên, có biến đổi về kinh tế, xã hội, thì căn cứ vào tỷ lệ đó chúng ta điều chỉnh cho nó hợp lý. Thuế thu nhập cá nhân này thì tôi cho rằng là cái nguyên lý của nó là đánh trên thuế thu nhập. Thì chúng ta cần phải đánh thuế cho tất cả những người có thu nhập, và quan trọng là cái mức thuế nó hợp lý, nó thấp thì người ta sẵn sàng nộp, và nó là cái việc động viên, cái việc đóng góp cũng như là cái việc quản lý thu nhập, quản lý nhiều cái mục tiêu khác. Thì với cái mức như hiện nay ấy, tôi nghĩ là giữ nguyên là cũng có cơ sở là hợp lý. Thế nhưng với điều kiện là phải thay đổi cái thuế suất và cái mức khởi điểm nộp thuế và các cái bậc thuế khác nhau. Thế còn nếu như mà điều chỉnh theo như cái Bộ Tài chính ấy, thì đồng nghĩa cái việc là sẽ phải liên tục là điều chỉnh cái khởi điểm nộp thuế, liên tục điều chỉnh cái thuế của mấy người. Cho nên chúng tôi mong muốn rằng là khi chúng ta xây dựng luật thuế nên minh bạch, cái gì có thuế thì rõ ràng là có thuế, và cái gì không thì không, và nên đảm bảo cái tính minh bạch và cái tính bình đẳng giữa các cái khoản thu nhập với nhau, để người ta cảm giác là gì, chính sách thuế của mình đã hướng tới sự thống nhất, đồng bộ và minh bạch, và cái tính tuân thủ thì người ta sẽ chấp hành nó tốt hơn. Là người lao động thì nộp thuế là một nghĩa vụ, do đó bất cứ điều chỉnh nào liên quan đến thuế thu nhập cá nhân thì sẽ đều ảnh hưởng đến hàng chục triệu người dân. Vậy nên đa phần ý kiến đều cho rằng Bộ Tài chính cùng lúc đưa ra hai phương án để cân nhắc. Dù chọn phương án trên góc độ nào thì cơ quan quản lý còn là vấn đề cân đối nguồn thu cho ngân sách nhà nước để đảm bảo sức tăng trưởng cho nền kinh tế. Tuy nhiên thì với phạm vi tác động lớn như chính sách thuế thu nhập cá nhân thì việc đảm bảo yếu tố công bằng sẽ là yếu tố then chốt để giúp cho người nộp thuế thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ của mình. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình của chúng tôi trên website vitv.vn. Và đừng quên cập nhật thông tin qua trang Facebook kênh truyền hình VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.